một cái mặt phẳng thứ ba là phẳng R đi, mặt phẳng S đi, mặt phẳng S cắt cả hai mặt phẳng P và Q. Đó, thì ở đây giao tuyến đúng không? Cắt thì giao tuyến vào đây. Giao tuyến vào đây, giao cho S cắt P tại S cắt P tại A nhá. S cắt Q tại A phẩy. Đó. Thì mình nhìn vào trong hình, các đoán thử xuyên được cái gì? A song song với A phẩy đúng không? Bây giờ tiếng thứ ba mình nói lời như sau này, hai mặt phẳng song song với nhau, hai mặt phẳng song song với nhau, một mặt phẳng thứ ba cắt mặt phẳng, cắt hai mặt phẳng song song tại hai giao tuyến A và A phẩy, thì mình có A song song với A phẩy nhá. Thế là mọi người trình bày này. Mình có P song song với Q, vẫn phải có song song trước. Mặt phẳng S cắt P tại A, mặt phẳng S cắt Q tại A phẩy. Thì mình ngoặc cả ba cái này lại với nhau, thì mình suy ra A song song với A phẩy. Đó, một mặt phẳng cắt cả hai mặt phẳng song song thì giao tuyến hai giao tuyến của nó song song với nhau. Một mặt phẳng thứ ba cắt hai mặt song song thì hai giao tuyến của nó song song với nhau. Đây là tính chất. Rồi, thì bởi vì nó có nhiều tính chất như này, thế nên là bây giờ mình mong muốn là mình chứng minh được song song đúng không? Mình mong muốn là mình chứng minh được hai mặt song song, thì mình có thể xuyên được cái này và mình xuyên được cái này. Bây giờ mình đến phần thứ ba là làm thế nào để có thể chứng minh được hai mặt phẳng song song với nhau.